Tài, nằm cách trung tâm huyện Quản Bạ 18 km về phía Bắc. Trường thuộc xã Vùng Ba, vùng biên giới, điều kiện khí hậu về mùa đông rất khắc nghiệt. Trường có một điểm trường chính và 9 điểm trường lẻ, với tổng số 58 cán bộ giáo viên và 647 học sinh, trong đó có 9 học sinh bán trú. Trong những năm học vừa qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của chương trình dự án AAV. Nhà trường xác định công tác dạy học là nhiệm vụ trọng tâm với phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Để xây dựng môi trường khang trang, sạch đẹp, giáo dục toàn diện cho học sinh về đức, trí, thể, mỹ, nhà trường không ngừng xây dựng, đổi mới sáng tạo các góc văn hóa truyền thống, thư viện xanh. Đến thư viện, các em có thể tìm đọc những cuốn truyện hay và cũng là nơi gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc. Ngoài thư viện xanh, thư viện ngoài trời còn có thư viện lớp học. Ở đây, các em luôn sắp xếp sách truyện gọn gàng, trưng bày sản phẩm phong phú, sáng tạo. Trường thành lập 4 câu lạc bộ với 235 học sinh tham gia. Qua các hoạt động của các câu lạc bộ, các em được phát huy những năng khiếu, sở trường của bản thân như múa khải mông, đánh yến, đi khả kheo, đẩy gậy, nhảy dây, nhảy sạp. Từ đó, các em mạnh dạn tự tin hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cùng với công tác dạy và học, nhà trường có 90 học sinh bán trú. Hàng ngày các em được ăn ở, sinh hoạt tập trung tại trường chính. Nhà trường đã tổ chức tăng gia như trồng rau xanh, chăn nuôi lợn nhằm phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện nguồn dinh dưỡng, phục vụ bữa ăn cho học sinh bán trú. Nhà trường luôn chủ động phát huy nội lực, huy động cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tham gia lao động, đổ sân bê tông và xây hòn non bộ. Ngoài trường chính, các điểm trường lẻ như Lùng Chu Phìn, Bao Mã Phìn, Lùng Khố, Bản Thăng đã được tu sửa, xây dựng cổng trường, bờ rào xung quanh trường, vườn hoa, cây cảnh được trồng và chăm sóc thường xuyên. Trong năm học 2017-2018 và các năm học trước đây, nhà trường cũng đã có nhiều cái bước phát triển rất là đáng kể trong cái kết quả đạt được như bây giờ. Thì cũng có trải qua không ít những cái thuận lợi và cái khó khăn. Về thuận lợi, nhà trường có một tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn. Và có sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, ủy ban nhân huyện, phòng giáo dục, đảng ủy, ủy ban nhân xã về và sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức, các cá nhân, trong đó phải nói đến là tổ chức AAV đã hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều cho nhà trường, như hỗ trợ làm nhà tắm cho học sinh bán trú, hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho học sinh tại điểm trường Pa Mọ Phìn, hỗ trợ làm vườn rau cho học sinh bán trú, giường tầng và ấm cho học sinh. Bên cạnh những thuận lợi của nhà trường thì cũng còn không ít những khó khăn. Điển hình là khó khăn về cơ sở vật chất, trong đó khó khăn về phòng lưu trú của học sinh. Hiện tại nhà trường không có phòng lưu trú của học sinh, giáo viên phải nhường phòng lưu trú cho học sinh ở. Bếp ăn và nhà ăn của học sinh thì còn mang tính chất tạm bợ. Bên cạnh đấy thì còn sân chơi của các điểm trường, đặc biệt là điểm trường Pa Mọ Phìn, điểm trường Si Lô Phìn. Là những điểm trường còn khó khăn về cái sân chơi để tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh. Thì về lớp học thì cá biệt còn những cái điểm trường vẫn phải sử dụng cái lớp học bằng nhà tạm bợ, không đủ diện tích, không đủ ánh sáng. Điển hình trong đó có
điểm trường thôn Khố Mỉ. Với những cái kết quả đã đạt được, nhà trường, như tập thể cán bộ giáo viên, ban giám hiệu nhà trường đều xác định không bao giờ được phép bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng phát huy nội lực để đưa nhà trường ngày càng phát triển với chất lượng cao hơn, mọi mặt sẽ tốt hơn. Để làm được cái vấn đề này thì cũng ngoài cái sự phát huy nội lực trong nhà trường thì cũng mong muốn được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các tổ chức, các cá nhân, và đặc biệt là chương trình dự án AAV để giúp nhà trường ngày một phát triển với chất lượng cao hơn và tốt hơn.